Ngày 14 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy chi bộ trường Trung học cơ sở Hương Thủy. Ông Võ Huy Thuật, bí thư chi bộ, hiệu trưởng, bà Võ Thị Hòa, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hương Thủy. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy tập trung kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của chi bộ trường Trung học cơ sở Hương Thủy nhiệm kỳ 2022-2025, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thông tư số 32/2020/TT-BGDDT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Mốc thời gian kiểm tra từ sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đến tháng 6 năm 2023. Trong quá trình kiểm tra, nếu có nội dung liên quan trước và sau mốc thời gian kiểm tra thì vẫn tiến hành xem xét, kiểm tra thực hiện trong thời gian 60 ngày. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng Online thông tin, trong tiệc chia tay học sinh lớp 9 vào ngày 3 tháng 6, MV, sinh năm 2008, học sinh lớp 9C, trường Trung học cơ sở Hương Thủy, đã bị một nhóm 30 học sinh khối 9 đưa ra sau khu vực nhà vệ sinh hành hung hội đồng. Ngày 14 tháng 6, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, tháng 4 năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh quy mô lớn. Cầm đầu đường dây này là Sọng A Tủa, là cựu phó bí thư chi bộ thôn Hủy Bản. Tủa là người nhập nguồn ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó bán cho Đào Mạnh Cường, sinh năm 1987, trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sau khi mua được ma túy, Cường phân phối cho các đối tượng Lương Văn Hậu, sinh năm 1978 ở thành phố Lào Cai, Nguyễn Thị Thắng, sinh năm 1973 ở tỉnh Yên Bái. Sau đó Thắng mang ma túy về phân phối bán cho Đào Ngọc Quý, sinh năm 1990 ở tỉnh Tuyên Quang, để Quý bán lẻ tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau hơn 6 tháng đấu tranh, đường dây này bị triệt phá. Kết quả bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin có khối lượng 2kg, 6,3 kg nhựa thuốc viện, 705 gram ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác. Ngày 14 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lượm, 58 tuổi, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, 17 năm tù về tội giết người. Nạn nhân chính là con trai ruột của bị cáo. Theo cáo trạng, hàng ngày sau khi uống rượu xong, bị cáo Lượm thường xuyên chửi, đe dọa đánh vợ, nên Nguyễn Văn Cường, 33 tuổi, con ruột bị cáo Lượm, bực tức và nhiều lần cự cãi với cha. Khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 1, Cường đi uống rượu với bạn về nhà, thấy cha đang dọa đánh mẹ, nên đến khuyên can, dẫn đến hai cha con đánh nhau. Trong lúc xô xát, Cường dùng tay đánh vào đầu làm bị cáo Lượm té ngã xuống sàn nhà. Tức giận, bị cáo Lượm đứng dậy lấy cây dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và tay trái của Cường. Khi Cường bỏ chạy thì bị cáo Lượm đuổi theo tiếp tục đâm trúng vào lưng. Cường tiếp tục bỏ chạy ra khỏi nhà được khoảng 40m thì gục ngã tử vong. Sáng hôm sau, phát hiện con trai bị mình đâm chết, bị cáo đã đến công an huyện Châu Phú đầu thú. Hiện nay trên một số phương tiện thông tin đại chúng có nêu về việc thiếu 1 triệu tấn than cho nhiệt điện. Để tránh sự hiểu lầm của dư luận về trách nhiệm của các đơn vị cung cấp than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, trong các tháng đầu năm 2023, nhờ phối hợp hiệu quả và nỗ lực cung cấp than của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng Công ty Đông Bắc đã góp phần quan trọng để EVN sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh. Đặc biệt, từ sau cuộc họp ngày 9 tháng 5 giữa EVN và TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, tất cả các tổ máy sử dụng anthracite đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng, giảm công suất do thiếu than. Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6 và 7 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy điện khu vực miền Bắc, sẽ được huy động ở mức công suất và sản lượng tối đa. Do đó, vào đầu tháng 6 vừa qua, EVN đã tổ chức buổi làm việc với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc để đề xuất hai đơn vị này cấp bổ sung thêm 1 triệu tấn ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết, đảm bảo đủ than cho nhu cầu sản xuất điện trong tháng 6 và 7.
Chiều ngày 14 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình về việc tổ chức kiểm tra khách sạn Moon Lake Villa Bào Trắng, xâm phạm thắng cảnh quốc gia Bào Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận phát hiện công trình này xâm phạm đến thắng cảnh quốc gia Bào Trắng. Phần diện tích công trình xâm phạm vào khu vực bảo vệ 1 của thắng cảnh ước khoảng 300m². Nghiêm trọng hơn, phần lan can của công trình và cây cầu dẫn ra điểm check-in đã xâm phạm và tác động trực tiếp đến mặt hồ nước. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra xác minh tính pháp lý của công trình. Trên cơ sở đó có biện pháp xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưa ngày 14 tháng 6, các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại km 21 300 quốc lộ 1, đoạn Tránh Huế thuộc xã Thủy Bằng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế B, 37 tuổi, trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, điều khiển ô tô khách trên xe chở 24 hành khách, lưu thông hướng Bắc Nam, thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế T, 37 tuổi, trú Nghệ An, điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả tài xế xe khách bị thương ở phần chân và 4 hành khách trên xe này bị thương được chuyển đến bệnh viện để điều trị.